chùa Thu chỉ có những ai lên cả đây đánh lại cái kia kia gần đây mà Nguyên ơi. Wow! 1-0. Kìa, Khánh bảo gì kìa? Ui giời, quá đẹp, vào! Đặt lại bóng đây! Không vào, không vào, không vào! Đặt lại bóng, đặt lại bóng! Khánh đâu? Cố lên! Khánh đâu? Khoa đá đi, khoa đá đi. Oh, không vào, không vào. Bảo khoa nó đá. Ờ, nhưng thắng rồi. Thắng rồi, à, thế á? Ở đây đấy mấy cần bố mẹ đi cùng cổ vui các con. Nhân Giang với cả Đồng Mai cũng thế, kiểu hôm nay hai đội thế này sợ thật đấy. Lúc quả Tuấn Anh thì chạm vào là đỡ phải đá bên ti. Mình biết ngay là thủ môn này kiểu gì, thủ môn này luyện tay nhiều quá. Mình đua đấy. Thủ môn mình bắt chém không? Ha 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 ha.